787? Where's the big plane? Over there. There's a Boeing, Boeing 777. Like the big ones with like two windows stacked on top of floor. Yeah, there's two floors basically. Why are you not? Let's visit the airport. Let's pick up Gotumin. See, that's a big plane. No. Boeing 666. Boeing 707. The big airplanes are all over there. That one. Con không đi làm hay sao vậy? Cho chưa đừng có mắc Underwood. Delta này nó mắng rồi, sửa chạy sửa máy trong này. Đó biển bắt đầu biển rồi nè. Ôi xuống này dưới đào chắc nghe xuống của giác sao xóm em. Wow. Chắc cái gì cái cảng của BC quá. To Watson Terminal, đúng rồi. Hồi sinh. Cái thằng tàu kia lớn đó hả? Ngang mình. Nó không lên cái code cho người ta swipe. Có mấy người đi giống mình à? Nè Victoria Nai Namo. Có vài người. Không chịu lên. Nhưng mà nó check được cái booking number phẳng nhiên. Giờ bắt đầu người ta đi nhiều. Mà không có phải của mình. DC Ferries. Nào làm chậm rồi. Cho nên vô bây giờ mình park xe đây là mình có thể đi vô trong shop kìa, đi chơi một vòng. À đâu mình người ta cũng ra, trong đó là anh ai mình muốn ra mình ăn tùy mình. Có nghĩa là mình vô đây thì mình ngồi chờ khi nào nó load là mình chạy vô. Tại vì giờ còn cả tiếng ngồi. Come on.
Cái bỏ. Rồi giờ chụp
tàu à? Sao mà trên đường nó chiếc tàu kìa. Ừ. À, bởi chiếc tàu kìa. Chắc bây giờ này là những hồ nhà kỳ lạ nha. Đấy, sao đây Dung ngủ sao? Không. Ừ. Nó xuống đây. Ngoài ra cũng lạnh, người ta đã lạnh chứ đâu phải là tách tí tách. Ôi cây kia đẹp. Ôi cái gì rồi, đánh như gì vậy mày? Đó. Cái gì cục quá. Ôi cây này bự quá. Mày chụp cái này. Chụp đây này. Đấy, đấy, chụp đây. Cho nó chụp. This is BC's provincial building, isn't it? Mấy đèn đi qua chân gì đó. Đúng không? Trực vào Victoria này đi. Victoria. À, vào ấy. Trực vào Victoria. Yeah. Nên hai cây trống còn trời ơi, cái building cái đẹp quá. Cái này vô. People work. Đây ta không phải động đậu được mà giờ raining. Trời mưa. Cũng được, chạy vô đó. There's one in Montreal. Chỗ nào ăn cái đã nhiên. Sau đó nó vừa lúc đó thì cơn mưa nó hết. Sau vừa ăn no xong cái mình đi bộ. Mình chụp hình.
install wifi. Dan, Kenny, nhấc cái gì đây con? Kenny, bỏ cái đâu đâu cần phải chơi mắt cho con. Oh, yeah, lên. Còn thằng Kenny á, về mồm ra. Ngon không Dan? No. Thì ngon nói chuyện nó không kêu. Ngon dở thì miếng tống đầy bụng. Ok.